thế là các chiến sĩ dũng cảm, trang bị đủ loại vũ khí, rầm rộ tiến vào cổng thành, lại được quân của bậc chí giả hỗ trợ với vũ khí nóng đỏ rực. nhưng rồi họ bị ném bùn đá như mưa rào. khi họ đứng dưới hào phá tường, quân lính trên tháp canh chống trả bằng cung tên, lao, giáo bắn xuống quân của bậc trí giả vừa chế nhạo quân của vua Brahma Data bằng bộ điệu tay chân vừa la lớn: "Nếu các ngươi không bắt được ta thì hãy ăn uống một tí nào." Họ dơ ra những chén rượu nồng và xiên cá thịt mà họ đang ăn uống dạo chơi quanh tường. Quân địch không làm gì được, đành trở về trình với vua Chulani. Tâu đại vương chẳng ai vào thành được trừ khi kẻ có thần thông vua kia đợi bốn năm ngày không tìm được kế gì chiếm thành như ý muốn lại hỏi kê phát ta này đại sư ta không thể chiếm thành này không ai có thể đến gần thành được cả làm sao bây giờ tâu chúa thượng đừng ngại gì kinh thành này lấy nước từ bên ngoài ta sẽ cắt nguồn nước và chiếm được thành chúng sẽ kiệt quệ vì thiếu nước và sẽ mở cửa thành vua đáp thật là diệu kế sau đó họ cản trở dân chúng đến gần nguồn nước quân do thám của bậc chí giả viết tin trên một ngọn lá buộc vào mũi tên bắn đi nhắn cùng ngài rõ Lúc bấy giờ, Ngài đã ra lệnh, hệ ai thấy ngọn lá buộc vào mũi tên, phải đem dâng Ngài. Một người thấy vật này, liền đem trình bậc trí giả. Ngài đọc tin xong, nghĩ thầm. Vua ấy không biết ta là bậc trí giả Mahosada. Ngài cho lấy những thanh tre dài, chừng 60 cubit, gần 30 mét, trẻ đôi ra bỏ hết các mắt rồi cột lại bọc ra bên ngoài và chét bùn lên ngài lại cho lấy đất và hột sen do các ẩn sĩ đem về từ tuyết sơn trồng hột sen trong bùn bên cạnh hồ nước đặt che lên và đổ đầy nước vào qua một đêm sen mọc và trổ hoa cao hơn đọt tre chừng hai thước ngài nhổ lên đưa cho quân hầu mang đến dân vua brahma datta họ cuộn tròn cọng sen lại ném qua thành kêu to này quân hầu của vua brahma datta đừng để chết đói vì thiếu lương thực đây ta cho các ngươi mang hoa lên và ăn ngó sen vào cho đầy bụng một người trong đám quân do thám của bậc trí giả lượm cọng sen mang vào dâng vua. Tâu đại vương, đây là cọng sen. Chưa bao giờ có cọng sen dài như thế này cả. Vua bảo, đo thử xem. Họ đo và thấy chúng dài cả gần 40 mét, chứ không phải 30. Vua hỏi, sen này mọc ở đâu? Họ bịa chuyện đáp. Tâu đại vương, một ngày nọ, vì thèm rượu tiểu thần vào thành bằng cửa hậu và thấy các hồ nước lớn được đào cho dân chúng vui chơi có một đám người trên thuyền đang hái sen cây sen này mọc cạnh bờ hồ chứ còn những cây mọc dưới nước sâu chắc phải cao cả trăm cubit nghe vậy vua bảo ta. này đại sư ta không thể chiếm thành bằng cách cắt nguồn nước đâu. Thôi, đừng cố đánh chiếm thành này nữa. Lão đáp, "Thôi được, ta sẽ chiếm thành bằng cách cắt nguồn lương thực. Vì kinh thành này lấy lương thực từ ngoài vào." "Này đại sư, thật là diệu kế." Bậc trí giả đã biết trước việc này nên nghĩ thầm. "Vua ấy không biết ta là bậc trí giả Mahosada. Dọc theo trường thành, Ngài đổ đất bùn và trồng lúa. Lúc bấy giờ, ước nguyện của Bồ Tát bao giờ cũng đạt thành. Nên qua một đêm, lúa mọc vượt lên cả ngọn thành. Vua Brahma Datta thấy vậy, liền hỏi. Này hiền hữu, cây gì mọc xanh um trên ngọn thành vậy? quân do thám của bậc trí giả đáp lại ngay như thể chụp lấy lời nói của vị vua này tâu đại vương bậc trí giả mahosada là con nhà nông đã thấy trước tai họa sắp đến nên đã thu góp thóc khắp nơi về chứa đầy kho vựa ném đồ dư thừa lên trường thành chắc chắn lúa này gặp đủ nắng mưa sẽ mọc cây rất nhanh một bữa nọ chính tiểu thần có việc vào thành bằng cửa hậu lựa một nắm thóc trong đống thóc trên thành vãi ra đường liền bị dân chúng chế nhạo la lên chắc anh đói lắm vậy hãy lấy một ít thóc buộc vào chéo vạt áo mà đem về nhà nấu ăn nghe vậy vua bảo kê vát ta này đại sư cắt nguồn lương thực ta cũng không chiếm được thành này đâu. Việc đó không đúng cách. Tâu Đại Vương, thế thì ta sẽ chiếm thành bằng cách cắt nguồn cung cấp than củi từ bên ngoài. Được rồi, Đại Sư. Bồ Tát cũng đã biết trước chuyện này, nên Ngài cho chặt củi thành đống cao hơn cả lúa nữa. Dân chúng lại chế nhạo quân lính của vua Brahma Datta bảo nếu các anh đói thì lấy củi này mà nấu nướng thức ăn vừa nói họ vừa ném những thanh củi lớn xuống vua hỏi củi nào chất cao hơn cả trường thành vậy các thám tử đáp vị này con nhà nông thấy được hiểm họa sắp đến nên thu góp than củi chất đống trước mọi nhà còn thừa ngài chất bên lề thành đó. Vua bảo kê vát ta, Này đại sư, ta cũng không thể chiếm thành bằng cách cắt nguồn than củi đâu. Kế này chẳng cần thiết nữa. Tâu đại vương chớ ngại, tiểu thần đã có cách khác. Kế gì vậy đại sư? Chẫm thấy các mưu kế của Khanh đều không có kết quả gì ta không thể chiếm được VDH đâu. Thôi, ta hãy rút quân về. Đâu đại vương, nếu có ai bảo vua Chulani cùng 101 quốc vương không chiếm nổi thành VDH thì chúng ta sẽ mang nhục mà thôi. Mahosada không phải là một bậc trí giả duy nhất trên đời. Vì tiểu thần cũng là bậc trí giả. Tiểu thần sẽ dùng mưu lược mưu gì vậy, đại sư? Chúng ta sẽ bày trận pháp chiến. Thế nghĩa là gì? Tâu Đại Vương là không cần đánh trận nào cả. Chỉ có hai bậc trí giả của hai vị vua đến một nơi nào đó. Và kẻ nào cúi chào người kia sẽ bại trận. Mahosada không biết ý định này. Tiểu thần giả hơn gã ấy trẻ tuổi hơn, nên khi gã thấy tiểu thần, gã sẽ chào trước. Thế là ta sẽ chiếm lấy VDH. Xong việc này, ta sẽ hồi hương. Và như vậy, ta mới khỏi bị nhục. Đó là trận pháp chiến mà tiểu thần muốn tâu trình. Nhưng Bồ Tát đã biết trước chuyện bí mật này rồi nếu ta để cho Kevatta thắng ta như vậy thì ta đâu phải là người có trí. Còn vua Pramadatta bảo, thật là đại diệu kế. Rồi vua viết thông điệp gửi cho vua Vdha bằng cửa hậu, báo tin ngày mai sẽ có trận pháp chiến giữa hai vị trí giả. vị nào không chịu tham chiến được xem như bại trận nhận được thông điệp này. Vua VDH cho triệu bậc trí giả đến kể chuyện. Ngài đáp, hay lắm, tâu đại vương. Xin đại vương truyền sứ giả đưa tin, chuẩn bị nơi trốn dành cho trận pháp chiến. Bên cổng Tây sẽ giàn binh ở đó. Rồi ngài cho bức thông điệp cho sứ giả. Và hôm sau, chuẩn bị nơi dành cho trận pháp chiến để chứng kiến cảnh thảm bại của Kevata. Nhưng cả trăm lẻ một vị quốc vương không biết chuyện sẽ xảy ra nên vây quanh Kevata để bảo vệ lão. Các vị vua này đến nơi chiến địa, đứng nhìn về phía đông, nơi bậc trí giả Kevata đã đến. Tuy nhiên, sáng hôm đó, Bồ Tát đã tắm rửa nước thơm, mặc cầm bào ca si trị giá cả trăm ngàn đồng tiền trang sức lộng lẫy và sau một bữa điểm tâm thịnh soạn ngài cùng đám tùy tùng đông đảo đi đến cửa cung khi được triệu vào ngài vái chào vua xong ngồi sang một bên vua hỏi sau đó trí giả mahosada ngài đáp tâu đại vương tiểu thần sắp ra chỗ lâm chiến Thế còn chấm phải làm gì đây? Tâu Đại Vương Tiểu thần muốn thắng Cây ta bằng viên bảo ngọc. Vậy tiểu thần cần có viên bảo ngọc bát giác ấy. Vương Nhi cứ lấy đi. Ngài nhận lấy bảo ngọc, tạ tử vua ra đi. Có cả ngàn chiến sĩ vây quanh. Đó là các thân hữu từ thùa bé của ngài. Ngài ngồi vào chiếc bảo xa do đoàn bạch mã thuần giống kéo. Đáng giá cả 90.000 đồng tiền. Vào giờ ngọ, ngài đến cổng thành. Kê vát ta đứng chờ ngài đến. Vừa bảo, kìa gã đến, kìa gã đến. Lão vừa ngành cổ dài ra, ướt mồ hôi dưới ánh nắng gai gắt. Bậc đại sĩ cùng đoàn tùy tùng như biển dậy sóng, như sư tử vươn mình Oai nghi trầm tĩnh, ban lệnh mở cửa thành. Ra khỏi kinh thành xong, Ngài xuống xe, như con sư tử vùng dậy, rào bước. Cả trăm lẻ một vị quốc vương, chiêm ngưỡng vẻ uy nghi cao cả của Ngài. Liền gieo hò, tung hô Ngài vang dậy. Đây bậc chí giả Mahosada, nam tử của vada người có trí tuệ tối thượng trong toàn cõi diêm phù đề. Chẳng khác nào thiên chủ sắc ca được chư thiên vây quanh. Trong vẻ huy hoàng cao cả vô thượng, Ngài cầm viên bảo ngọc trong tay, đứng trước kê vát ta. Còn kê vát ta vừa trông thấy Ngài đã không thể nào đứng yên được, mà tiến lên đón Ngài, bảo này bậc trí giả mahosada hai ta đều là bậc trí giả và dù xưa nay ta ở gần ngài ngài chưa hề gửi tặng ta vật nào cả vì cớ gì vậy bậc đại sĩ bảo thưa bậc trí giả tiểu đệ đã cố công kiếm một tặng vật thật xứng đáng với ngài và hôm nay tiểu đệ tìm ra viên ngọc bảo châu này xin bậc trí giả nhận lấy vì không có viên ngọc thứ hai như vậy trên đời vị kia thấy viên bảo ngọc sáng ngời trong tay ngài tưởng rằng ngài muốn đưa ra tặng liên bảo vậy thì xin trao ngọc cho ta rồi lão đưa tay ra xin nhận lấy bậc đại sĩ vừa nói vừa giang tay ném viên ngọc trên đầu ngón tay của bàn tay lão giang ra nhưng lão bà la môn không đỡ được viên ngọc trong các ngón tay nên nó tuột xuống và lăn tới chân bồ tát lão lại quá thèm viên ngọc nên cúi xuống chân ngài lúc ấy bậc đại sĩ không để cho lão ngẩng lên lấy một tay ấn vai lão xuống và tay kia chộp bụng lão kêu to này đại sư ngẩng lên chứ ngẩng lên chứ ta trẻ hơn ngài nhiều chỉ đáng cháu chất ngài đừng cúi chào ta chứ ngài vừa nói vậy mãi vừa trà mặt mũi lão xuống đất đến chảy máu rồi lại bảo này tên ngu si mê muội kia ngươi cứ tưởng sẽ được ta cúi đầu chào ngươi hay sao ngài chụp lấy cổ áo lão ném thật xa lão văng đi xa cả bốn mươi thước mới bò dậy chạy trốn mất lúc ấy quân hầu của bậc đại sĩ lượng viên bảo châu lên nhưng âm thanh của lời bồ tát ngẩng lên đi đừng cúi đầu chào ta như vậy vang dội át cả tiếng gieo hò của đám đông dân chúng gieo hò nhất loạt bà La môn Kevata cúi chào chân bậc trí giả. Tất cả các vua từ Pramadatta đến các vị vua kia đều thấy Kevata cúi đầu xuống chân bậc đại sĩ. Họ đều nghĩ thầm: bậc trí giả của ta đã cúi đầu chào bậc đại sĩ. Chúng ta thua trận rồi. Ngài sẽ giết hết bọn ta bây giờ. Ai nấy đều lên ngựa chạy trốn đến thành Uttara Panchala. Quân của Bồ Tát thấy họ chạy trốn, lại la hét vang trời. Vua Chulani đang tẩu thoát cùng 101 vị vương hầu. Nghe vậy, các vương hầu càng hốt hoảng, chạy dài, tan rã cả đại đạo binh, trong khi quân của Bồ Tát gieo hò mỗi lúc càng vang dậy hơn bậc đại sĩ cùng đám tùy tùng trở về kinh thành. Trong khi đạo binh của vua Brahma Datta tháo chạy tán loạn suốt ba dặm đường. Cây lên ngựa gặp đạo binh, liền chùi vết máu trên chán, la lên. Này đừng chạy, ta có cúi đầu chào thẳng khốn kiếp đó đâu. Dừng lại, dừng lại. Nhưng đạo binh không nghe, còn chế nhạo, phỉ báng lão. Này, lão bà la môn khốn nạn kia lão là kẻ có tội lão bày ra trận pháp chiến rồi lại cúi đầu chào thằng trẻ danh chỉ đắng cháu chắt lão chuyện ấy chẳng đáng đời lão hay sao họ không còn nghe lão nữa và cứ tiếp tục đi về lão chạy vụt vào đám quân kêu lên này các người phải nghe ta ta có cúi chào nó đâu nó lấy viên ngọc lừa ta mà rồi lão dùng đủ mọi cách thuyết phục các vị vương hầu tin lời lão và thu nhập đám tàn quân lúc bấy giờ đám quân này quá đông đảo ví thử mỗi người trong đó lượm được một hòn đá hay nắm đất ném vào hào cũng đủ lấp đầy hào và còn chất đống cao lên bằng trường thành nhưng ta biết rằng ý nguyện của bồ tát đã đạt thành nên không có ai ném đất đó vào kinh đô cả họ rút lui về vị trí cũ rồi vua hỏi kê Vát ta này đại sư ta phải làm gì bây giờ tâu đại vương ta đừng cho ai ra cửa hộ nữa và cắt mọi mối giao thông dân chúng không ra vào được sẽ sinh chán nản và mở cửa thành lúc ấy ta sẽ bắt được quân thù bậc trí giả cũng được báo tin về vấn đề này như trước nên ngài nghĩ thầm nếu họ đóng quân ở đây lâu thì chúng ta không sống yên ổn được vậy ta hãy tìm cách tống họ đi ta sẽ đặt chiến lược đuổi họ về thế là ngài đi tìm một người thông thạo các việc này và kiếm ra được một kẻ tên anu kevatta ngài bảo ông này này đại sư ta có một việc muốn nhờ ông thi hành thưa bậc trí giả tiểu thần phải làm gì xin cho biết ông hãy đứng trên trường thành thừa lúc quân ta vô ý hãy lập tức ném kẹo bánh cá thịt và các thức ăn khác xuống cho quân của brahma rồi bảo này ăn đi đừng ngã lòng gắng ở đây thêm ít hôm nữa chẳng mấy chốc dân chúng như gà mái trong dọ sẽ tự mở cổng thành rồi các người vào mà bắt lấy vua vdha và gã con trai nông dân khốn kiếp kia quân ta nghe vậy sẽ mắng nhiếc ông tàn tệ rồi chói tay chân ông lại trước quân của brahma data và giả bộ lấy gậy tre đập ông kéo ông xuống buộc tóc ông thành năm chòm phết đất bùn lên người ông đeo chùm hoa canavera dành cho tử tội vào cổ ông quất ông vun vút cho đến khi nổi lằn roi trên lưng ông rồi lại đem ông lên trường thành chói ông lại thòng dây thừng thả ông xuống chỗ đóng quân của brahma data thét to cút đi quân phản bội lúc ấy ông sẽ được dẫn đến trước vua brahma data vua này sẽ hỏi ông về việc xỉ nhục kia ông phải trình bày với vua ấy tâu đại vương ngày xưa tiểu thần đã được nhiều vinh hiển nhưng gã con trai nhà nông ấy đã vu cáo tiểu thần phản bội đức vua, nên tiểu thần bị tước đoạt tất cả sầu sang danh vọng. Tiểu thần muốn lấy đầu kẻ đã phá hại mình, và vì thương tưởng quân của đại vương đang thối chí nản lòng, nên đem cho họ thức ăn uống. Do vậy, nhớ đến mối thù cũ trong lòng, gã lại làm tiểu thần thân tàn ma dại như thế này. Tâu Đại Vương, quân của Đại Vương đều biết rõ chuyện này. Như vậy, bằng mọi cách, ông phải chiếm được lòng tin của vua, rồi tâu với vua ấy. Tâu Đại Vương, bây giờ đã có tiểu thần, xin Đại Vương chớ lo âu nữa. Vua VDH và gã con trai nông dân kia phải chết thôi. Thần biết rõ mọi yếu điểm cùng nhược điểm của bức trường thành này tiểu thần biết nơi nào dưới hào có cá sấu, nơi nào không. Chẳng mấy chốc, tiểu thần xin dâng chọn kinh thành này vào tay đại vương. Vua ấy sẽ tín dụng ông và quý trọng ông, giao cho ông thống lãnh đạo binh. Sau đó, ông phải đưa đạo binh xuống nơi dày đặc, rắn rít, cá sấu. Chúng sợ hãi, sẽ không chịu xuống. Lúc ấy, ông phải trình vua. Tâu đại vương, quân sĩ của đại vương đã bị gã con trai nhà nông ấy làm tan giã mất rồi. Không còn người nào, thậm chí cả đại sư Kê Vát ta và các vương hầu đều bị mua chuộc. Họ chỉ rảo quanh quần rình dập đại vương thôi, chứ họ thành người tay chân của gã nông dân ấy cả rồi chỉ còn một mình tiểu thần là tôi chung của đại vương nếu đại vương không tin tiểu thần xin đại vương ban lệnh cho các vương hầu mặc triều phục đến chầu đại vương sau đó đại vương quan sát y phục của họ đồ trang sức cung kiếm của họ xem thầy đều do gã con trai nhà nông dân ấy tặng và khắc tên gã vào rồi ngài biết chắc mọi việc vua ấy sẽ y lời và tin chắc như vậy nên lo sợ phải đuổi các vương hầu về xứ rồi vua ấy sẽ hỏi kế đó phải làm gì ông phải đáp tâu đại vương gã nông dân ấy đầy mưu lược tài trí nếu đại vương còn ở đây vài ngày nữa gã sẽ chiếm cả đạo quân và bắt lấy đại vương vậy xin đại vương chớ chậm trễ ngay đêm nay vào canh giữa ta hãy lấy ngựa lên đường đừng để phải chết trong tay kẻ thù vua ấy sẽ nghe theo lời khuyên của ông và trong khi vua ấy đào tẩu ông hãy trở lui báo cho dân chúng ta rõ nghe vậy anu kevatta đáp thưa bậc trí giả được lắm tiểu thần xin nghe theo lời của ngài. Vậy thì, xin ông giáng chịu vài cái đấm đá. Thưa bậc trí giả, ngài muốn làm gì tấm thân hèn này cũng được. Chỉ xin tha mạng và toàn gia được an lành. Thế là, sau khi tỏ lòng ân cần quý trọng gia quyến Anu Kevata, ngài ban lệnh đem ông ấy ra hành hạ tàn tệ như trên rồi mang giao cho quân của vua brahma datta vua này thử lòng ông xong lại tin dùng quý trọng và giao cho ông việc điều khiển đạo binh ông liền mang quân sĩ đến những nơi đầy rắn rít cá sấu khiến họ kinh hoàng rồi lại bị tên giáo lao trên pháo đài bắn xuống bị thương nên sau đó không còn ai dám cả gan đến gần nữa. Lúc ấy, Anu Kevata ý kiến vua và nói, Tâu đại vương, không còn ai chiến đấu cho đại vương nữa rồi. Tất cả đều bị mua chuộc. Nếu đại vương không tin tiểu thần, xin đại vương chịu các vương hầu đến chầu, rồi xem chữ khắc trên y phục và quân trang của họ vua y lời và khi thấy các chữ hắc trên quân trang quân phục của họ ông tin chắc họ đều bị mua chuộc cả nên ông hỏi đại sư vậy phải làm gì bây giờ tâu đại vương không còn làm gì được nữa cả nếu đại vương chậm trễ gã nông dân ấy sẽ bắt lấy đại vương mất thôi tâu đại vương nếu đại sư Kevata phải ra đường với vết thương trên chán. Đại sư cũng đã lấy của đút lót. Đại sư đã nhận viên bảo ngọc ấy, khiến đại vương phải tìm đường tẩu thoát suốt cả ba dặm đường. Rồi lại được đại vương tin cậy và rước đại vương trở về. Đó là một phản thần. Tiểu thần không thể tuân lệnh lão ấy dù chỉ một đêm. Vậy, ngay đêm nay vào canh giữa. Đại vương phải tẩu thoát. Đại vương không còn ai là thân hữu, trừ tiểu thần cả. Này đại sư, vậy thì Khanh phải đem ngựa và xe của chẫm đến đây sẵn sàng. Thấy vua đã quyết tâm đào tẩu. Ông liền chấn an vua, bảo đừng lo sợ gì. Rồi đi tìm các thám tử, bảo rằng vua sẽ đào tẩu đêm nay. Họ đừng tính chuyện ngủ nghỉ nữa. Kế đó, ông lại chuẩn bị vương mã, sắp đặt dây cương sẵn sàng để cho vua càng kéo dây thì ngựa càng chạy nhanh hơn. Vào nửa đêm, ông Tâu, Tâu Đại Vương, vương mã đã sẵn sàng, đến giờ khởi hành rồi. Vua lên lên ngựa tẩu thoát. Anu Kevata cũng lên ngựa như thể tháp tùng vua. Nhưng chỉ được một khoảng, ông trở lui và vương mã theo sự sắp xếp, xếp dây cương sẵn sàng, đã phi thật nhanh khi vua kéo dây thúc ngựa. Sau đó, Anu Kevata đến giữa ba quân thét vang. Vua Chulani Brahmadatta đã tẩu thoát. Các thám tử và tùy tùng đều thét lên như vậy. Các vương hầu kia nghe tiếng ồn ào, hoảng hốt nghĩ thầm. Bậc trí giả Mahosada át hẳn đã mở cổng thành. Ta sẽ chết mất thôi. Họ chỉ còn nhìn thoáng các vật dụng cùng các món giải trí rồi chạy trốn. Đám người kia lại la to hơn. Các vương hầu đã tẩu thoát. Nghe tiếng ồn ào, các quân sĩ đang ở cổng thành và các tháp canh la hét, vỗ tay ầm ĩ. Rồi toàn thể nội thành cũng như ngoại thành đều ra hô vang dậy như thể quả đất nứt nẻ ra hay đại dương tan tành. Trong khi vô số quân sĩ trong đạo binh hùng mạnh kia kinh hoàng vì sợ chết, lại không nơi nương tựa hay ẩn náu, liền thét vang: "Vua Brahmadatta!" đã bị trí giả Mahosada bắt đi cùng với 101 vương hầu rồi. Họ liền tháo chạy tán loạn, ném bỏ cả tấm khố quanh lưng. Chiến trường bị bỏ hoang, vua Chulani về kinh thành của mình cùng với 101 tướng lãnh vương hầu kia. Sáng hôm sau, quân sĩ mở cửa thành đi vào, thấy đủ các chiến lợi phẩm Liên trình với bậc đại sĩ và hỏi ý những việc phải làm ngài bảo các vật dụng họ để lại đều là của ta các ngươi hãy dâng đức vua những vật dụng của các vương hầu đem cho ta những vật dụng của kê vát ta và của những tướng lãnh khác còn lại bao nhiêu để cho dân chúng lấy đi cả nửa tháng dòng mới lấy hết các châu báu và vật dụng quý giá. Bốn tháng sau mới thu dọn hết mọi đồ vật khác. Bậc đại sĩ ban tặng đại vinh hiển cho Anu Kevata. Từ đó, dân chúng Mithila có vô số vàng ngọc.